xin chào bạn nhá. Hôm nay mình đây xuống cho nhà em dân tộc Tây Bắc TV. Chào anh em nhá. Lan Ngọc Thọ anh thầy rất thế. Đây là mình xuống nhà em ấy thì mình sẽ chế cái đồng bẫy chim các bạn. Đồng bẫy chim 8 cửa. Anh chế bẫy con gì? Bẫy chim gì các kiểu, các loại chim luôn. Cái này có mà anh chế thâu lêm xong. Rồi chế đơn giản thôi mà. Cái này là cây gì vậy? Cây lau. Cây lau rừng. Chế để làm đồng bẫy, đồng 8 cửa như nhé. Mình cũng khoái cái món làm đồng bẫy đấy, nhưng mà chế thì hơi bị lâu. Nó lâu ở cái chỗ bắt nan kìa. Thế mới cần thợ làm chứ. Trước kia anh là chuyên gia làm lồng kiểu này mà. Dụng cụ thì có cái này làm nan đúng không? Kìa anh đây, cái này lạt này mình để làm cái cửa sập ấy. Rồi, cửa sập. Còn cái này làm gì? Cái này thì làm cây xiên thôi. Cái này là nan đúng không? Nan, bót nan thôi. Cái xe ngâm này tốt phết đấy nhỉ? Quá tốt chứ. Còn cái này là cái gì nhỉ? Gọi là cây chính. Để mà làm. Không có cái này thì không làm được. Cây kèo. Đúng rồi. Rồi, vào việc luôn. Đây, trước tiên là mình sẽ chọn những cây nó to bằng nhau này. Đều này. Cây như thế này là được rồi. Đây, mình là cần mấy cây? 4, 6. Ở giữa là 4 cái. Là 10. 16 cái cây dài. Anh chỉ nói thế này. Anh em biết là muốn làm thì cần những cái gì, mấy cây? Cần 16 cây dài kiểu này hay xong là còn cái kèo ngắn ở dưới nó 4 cây đó. Anh cứ làm thôi. Giờ mình sẽ to. Xong rồi. Làm cái nào thì giới thiệu. Anh em cùng xem anh lại thâu lên trong vụ ấy nhé. Sau làm xong cái vụ này thì mình sẽ thưởng cho bản thân mình là một món trứng nữa nha các bạn nhé. Chàng ấy hôm nay vẫn có ẩm thực cơ. Chung làm thì phải có ăn nhanh chứ chú. Như là mục tiêu của mình là món trứng thôi. Nhưng mà mình phải làm xong cái này thì mới được ăn ấy.
cây sau ạ. Bây giờ mình chọn cây sau ạ. Giờ mình sẽ tiến hành làm kèo nhá. Đây. Bất tải của nó, bất dáng là làm gì nè? Bất dáng đâu, thảo ơi nữ. Ăn mỏ nè. Tính lộn nè. Mỏ nè nè, thích mảnh nè. Chết rồi. Phụ chứ má rồi. Làm ăn chứ không biết nè, giả thằng phụ nè. Mình làm xong tầng rồi bạn. Giờ mình sẽ tiến hành đặt kèo. Ơi tăng mặt ăn khổ nó cửa bóng đi.
Đó. Đây các bạn, sau một hồi thiết kế mình đã làm xong khung này. Đây. Đấy. Cái này nó còn méo bởi vì mình chưa cắm phên. Thì nắn thẳng ra các bạn. Đây các bạn, mình đã hoàn thành xong được nửa rồi, bây giờ cũng khuya nên là mình sẽ nghỉ. Đâu các bạn, đây các bạn, nửa còn là cửa nữa, xong là vào trong nhà cắt cơn thôi. Đây các bạn, chuẩn bị mồi nhậu khuya. Đây là trứng lộn này, múc ra tầm đấy trước. Đấy, thế thôi. Yeah.
xôi. Thank you.
sai đấy. À nó đi chú. Ôi dạ, được đấy nha. Đến đi. Hết chén đi chú, không được. Bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc video mình tại đây nhá. Xin chào bạn.